Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Ôi không. Ôi không. Chúng ta phải làm sao đây? Chiếc cầu bị sập rồi. Xe cầu quá xế. Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Được thôi, chúng tôi sẽ có mặt ngay. Ta hãy đi qua cầu Gồ Nhé. Để ta lên cầu Trượt Nghe. Ôi rất không may cầu sập xuống. Không an toàn. Ta hãy đi qua cầu Đá. Nào ta hãy cùng nhau đi. Ôi rất không may cầu sập xuống. Không an toàn. Rất không may cầu sập xuống. Không an toàn. Ta hãy mau xây chiếc cầu bằng thép. Vì cầu thép an toàn hơn. Ta hãy mau xây chiếc cầu bằng thép. Cầu giờ chắc khỏe. Thép là chiếc cầu khỏe nhất đấy. Đúng vậy, nhiệm vụ đã hoàn thành. Yeah! Ôi, thật là đói bụng. Mùi gì thơm quá. Mình sẽ giấu chiếc bánh này đi để tạo bất ngờ cho Miu Miu. Sắp đến giờ rồi. Mình sẽ đón Miu Miu đến đây. Đang trèo lên mái nhà kia. Đồng hồ điểm chuông, trượt chân rơi xuống. Sói kia ngã rất đau này. Tên sói đang trèo lên mái nhà kia. Đồng hồ điểm chuông, bật lên cao quá. Sói kia ngã rất đau này. Tên sói đang trèo lên mái nhà kia. Đồng hồ điểm chuông, tuột dây ngã xuống. Sói kia ngã rất đau này. Trèo lên mái nhà kia. Đồng hồ điểm chuông, ôm vỡ bóng. Sói rơi xuống rất đau này. Không, tôi không muốn đi bệnh viện. Tôi muốn ăn bánh. Chào con. Ô, tôi đây rất muốn được làm quen cùng bạn mới kia. Ô, tôi rất muốn nói xin chào. Vậy nhưng tôi rất nhút nhát, không biết nên phải làm gì đây. Biết sao đây, tôi thấy xấu hổ quá đi. Con đừng ngại, không sao đâu. Có một bạn mới ở đây. Con đừng ngại, không sao đâu. Chào bạn nào. Hãy nở một nụ cười tươi và vẫy tay chào bạn. Chỉ cần dũng cảm, cố gắng, con sẽ làm được. Chào bạn. Chào bạn. Con có thể làm quen với các bạn mới. Ô, tôi đây rất muốn được cô gọi đến tôi. Ô, tôi rất muốn xin trả lời. Vậy nhưng tôi rất nhút nhát, không biết nên phải làm gì đây. Biết sao đây, mình thấy xấu hổ quá đi. Nào con yêu, giơ tay nhé, tự tin lên nhé con. Đừng nhút nhát, con yêu hãy giơ tay nào. Bình tĩnh nhé, hãy cố gắng, nói to rằng con có thể làm được. Hãy đứng lên, trả lời nhé, con thật dũng cảm. Kiki, con làm tốt lắm. Ồ, tôi đây rất muốn được biểu diễn trên sân khấu kia. Ồ, tôi thích lên sân khấu với các bạn. Vậy nhưng tôi rất nhút nhát, không biết nên phải làm gì đây. Biết sao đây, tôi thấy xấu hổ quá đi. Tự tin lên, không sao hết, mình cùng lên sân khấu với nhau. Đừng nhút nhát, không sao nhé, có chúng tôi đây. Bình tĩnh nhé, hãy cố gắng, nói to rằng tôi có thể làm được. Cố gắng lên và trình diễn, bạn thật dũng cảm. Chúng ta nên làm gì khi cảm thấy ngại ngùng? Hít thở thật sâu, tự tin vào bản thân và làm điều đó. Những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Trời hôm nay nóng quá. Tớ có mua kem cho cậu ăn đây này. Wow, tuyệt quá. Nhìn vỏ ốc đẹp không này. Đúng vậy. Nhìn kia, miu miu. Đằng kia có rất nhiều vỏ ốc. Chúng ta ra đó đi. Được thôi. Mười cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Chín. Chín cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Tám. Tám cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Bảy. Bảy cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Sáu. Sáu cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Năm. Năm cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Bốn. Bốn cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây kem tan chảy dưới ánh nắng. Ba. Ba cây kem mát lạnh trên bãi cát, chúng lan tròn, chúng lan tròn. Một cây chiếc vỏ sò này đẹp quá. Chúng mình hãy mang đi tặng các bạn nhé. Được đấy. Chuyện gì đã xảy ra với những cây kem vậy? Mình cần nghỉ ngơi một chút. Yeah, vui chơi thôi. Sói kìa, cháy không? Ôi bánh thơm ngon, mình sẽ lấy bánh thật nhanh. Nhìn trông đẹp quá và ngọt nữa. Mình sẽ ăn hết chỗ này. Chạy thôi các cậu, nhanh lên. Không có chiếc bánh nào ở đây ư? Mình cho đi thôi. Tên sói đang tìm kiếm. Tìm màu đỏ nhé. Và mình chọn. Sói sẽ không tìm được. Mấy cái bánh trốn ở đâu rồi nhỉ? Nào mau trốn đi thôi. Tên sói đang tìm kiếm. Tìm màu vàng nhé. Và mình chọn. Sói sẽ không tìm được. Đây à? Ồ không. Nào mau cho đi thôi. Tên sói đang tìm kiếm. Mình tìm màu xanh dương. Và mình chọn. Sói sẽ không tìm được. Đây. Đầu của tôi. Mình mau trốn thôi. Tên sói đang tìm kiếm. Ở đằng kia. Cảm ơn. Có chuyện gì vậy? Sói, anh ăn cắp bánh vòng của tôi sao? Ôi, tôi xin lỗi mà. Ôi, chân mình đau quá. Yên đấy, mình sẽ gọi xe cứu thương tới. Xe quay xe cứu thương, có người bị thương rồi. Will, Will, đừng lo lắng, tôi sẽ đưa bạn vào bệnh viện. Will, Will. Wow, xe cứu thương đến nhanh ghê, tuyệt thật đấy. Có chuyện gì vậy anh cháu sói? Làm sao đây, chân tôi đau quá. Giờ mình làm sao? Làm sao cho anh không đau nữa? Giờ mình làm sao? Mau mau nhấc máy hay ấn gọi xe cứu thương cho tôi nhanh nào. Làm ơn. Hãy nhanh lên, mau gọi xe ngay đi. Xe gọi xe cứu thương, có người đang bị thương. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Cứu thương tôi đây, có mặt ngay. Nhìn này, mình lăn bánh, chiếc bánh xe đang xoay tròn và chạy nhanh đến nào. Tăng tốc gọi mình ngay nhé khi đau hay tai nạn. Tôi sẽ đưa bạn đến bệnh viện ngay. Bạn đã bị lừa. Sói, đây không phải trò đùa. Làm sao đây, ôi tôi đau quá. Bụng tôi đau, ôi đau quá. mau mau nhân máy hay anh gọi xe cứu thương cho tôi đi mà. Làm ơn. Hãy nhanh nhanh lên mau gọi xe cho tôi. Đau quá. Xe quay xe cứu thương, sói lại bị đau rồi. Tôi sẽ không bị lừa nữa đâu. Ôi đau quá. Tôi thật sự đau bụng lắm. Anh ấy thật sự rất đau. Chạy nhanh đến nào, tăng tốc gọi mình ngay nhé khi đau hay tai nạn. Tôi sẽ đưa bạn đến bệnh viện ngay. Làm ơn giúp tôi. Tôi xin lỗi, từ nay tôi sẽ không đùa như vậy nữa. Hãy nhớ nhé các bạn nhỏ, gọi cứu thương khi thực sự có chuyện khẩn cấp. Chào mừng đến với cuộc thi thể thao bánh vòng. Và đây là những người chơi của chúng tôi. Cuộc thi sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bánh vòng, hù la la và hay khởi động chưa? Mọi người chuẩn bị và bắt đầu. Hù la la bánh vòng, giờ ta hãy đua thôi, đua xem ai sẽ thắng cuộc. 4, 3, 2, 1, ta mau nhảy xuống nước thôi. Cào thế. Hù la la la, bạn sẽ làm được. Vâng, người thắng cuộc hôm nay là bánh vòng dâu tây. Yeah, mình thắng cuộc rồi. Mọi người, cười lên nào. Yeah. La 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 la. Hả? Có chuyện gì thế nhở? Ôi tôi sợ quá đi, ôi tôi sợ quá đi. Xe mình sẽ flop rồi, hãy giúp tôi. Hù hù hù. Hả? Hãy ra đó xem sao, đi thôi. Tôi thợ may đây, tôi giúp bạn chữa xe nào. Có mình ở đây rồi, hãy yên tâm nào, xe quẹt giòn. Mình cần một chiếc lốp mới. Ha! Nhìn xem đồ của tôi đây nhé. Wow, có thật nhiều dụng cụ. Thật nhanh mình thay lốp. Xe tôi sửa đã xong. Hả? Yeah, cảm ơn bạn nhé. Ôi tôi sợ quá đi, ôi tôi sợ quá đi. Động cơ hỏng không đi được, hãy giúp tôi. Polly. Dạ, giúp tôi với. Để tôi giúp bạn nhé. Tôi thợ may đây, tôi giúp bạn chữa xe nào. Có mình ở đây rồi, hãy yên tâm nha bạn. Nhìn xem đồ của tôi đây nhé. Oh, có nhiều dụng cụ thế. Vặn ốc thật chắc chắn. Xe tôi sửa đã xong. Cảm ơn. Không có gì. Con đừng lo, hãy nhìn kìa, rác đang tới đây rồi. Tôi thợ may đây, tôi giúp bạn chữa xe nào. Có mình ở đây rồi, hãy yên tâm xe buýt à. Nhìn xem đồ của tôi đây nhé. Wow, thật là nhiều dụng cụ. Vặn ốc thật chắc chắn, xe tôi sửa đã xong. Cảm ơn chú. Cảm ơn cậu, xác không có gì. Mẹ, xe buýt đâu rồi? Ồ, nó sắp tới rồi. Vâng ạ. Xe buýt đến rồi. Vroom, vroom, xe buýt đây rồi. Vroom, vroom, ta hãy lên nào. Chọn một chiếc ghế rồi xe lăn bánh. Chuẩn bị xuống đây. Ring, ring, bấm chuông tôi nào. Ring, ring, ta bấm chuông nào. Đợi dừng xe, rồi ta xuống nhé. Đăng ạ. Khi đi xuống xe, hãy nói tạm biệt. La 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 la, la 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 la. Khi đi xuống xe, hãy nói tạm biệt. Con có thích đi xe buýt không? Dạ, con muốn đi thêm lần nữa. Brum, brum. Tut tut. Nhìn kìa, tuyết rơi rồi. Thật ư? Vậy thì chúng ta hãy cùng chơi ném bóng tuyết đi. Cậu muốn chơi bóng tuyết với tớ á? Cậu có thể thắng tớ á? Tớ không nghĩ vậy đâu. Không biết ai mới là người thắng đâu. Cậu sẽ thua nếu cậu coi thường tớ. Được thôi, chấp nhận thử thách. Chơi thôi. Nhanh lên mau xem kìa, nhanh lên mau xem kìa. Ôi, thật vui tuyết rơi. Tớ rất thích tuyết rơi, ta mau xem tuyết rơi. Ôi, mùa đông đang gọi. Ta đang vui hát mừng, chuông reo ngân vang này. Ôi, mùa đông tuyết rơi. Tớ rất thích tuyết rơi, ta hãy mau hát lên một bài ca mùa đông. Bên ngoài kia người tuyết rất lớn, tớ có thể nhìn thấy. Các bạn đang đùa chơi bên anh khi anh nâng lên cao làm anh tan biến. Nhanh lên nào, hãy mau ra chơi cùng mau bạn ơi đến đây. Tớ rất thích tuyết rơi, ta hãy mau hát lên một bài ca mùa đông. Wow, bây giờ cậu đã chơi tốt hơn năm ngoái rồi đấy. Nhưng hôm nay không phải là ngày chiến thắng của cậu. Cái này thì sao? Tớ đến đây. Nhanh lên mau xem kìa, nhanh lên mau xem kìa. Ôi, thật vui tuyết rơi. Ta rất thích tuyết rơi, ta mau xem tuyết rơi. Ôi, mùa đông đang gọi. Ta đang vui hát mừng, chuông reo ngân vang này. Ôi, mùa đông tuyết rơi. trời sắp tối rồi. Chúng ta về nhà thôi. Được thôi. Chúng ta hãy cùng chơi bóng tuyết vào lần sau. Chắc chắn rồi. Hôm nay chúng ta lại chơi rất vui. Về nhà nào. Xin chào, tớ là Kiki. Còn mình là Miu Miu. Ồ, trên đường có rất nhiều xe đang chạy. Chúng ta gặp tắc đường rồi, sẽ rất khó di chuyển. Chúng ta hãy cùng nhau làm công an giao thông và giúp đỡ họ nhé. Đồng ý. BabyBus trong bài công an giao thông tí hon. Mình là công an giao thông. Giờ mình sẽ phân làn đường. Công an giao thông, công an giao thông. Khi tham gia giao thông, quan sát tín hiệu này. Xe buýt hãy đi thẳng nhà. Đèn đỏ là dừng lại, đèn xanh là đi. Còn đèn vàng thì chú ý đi chậm lại nhé. Công an giao thông, công an giao thông. Khi tham gia giao thông, quan sát tín hiệu này. Sang trái nghe xe tài ơi. Đèn đỏ là dừng lại, đèn xanh là đi. Còn đèn vàng thì chú ý đi chậm lại nhé. Đèn đỏ là dừng lại, đèn xanh là đi. Còn đèn vàng thì chú ý đi chậm lại nhé. Công an giao thông, công an giao thông. Khi tham gia giao thông, quan sát tín hiệu này. Dừng lại nghe, không đi bạn ơi. Đèn đỏ là dừng lại, đèn xanh là đi. Còn đèn vàng chú ý đi chậm lại. Chúng tôi ở đây. Wow, hôm nay Kiki và Miu Miu đã phân làn đường rất giỏi. Tặng các bạn ấy huy hiệu thế nào. Wow. Bánh, cái gì vậy nhỉ? Xe đồ ăn ngon tuyệt đây, hãy đến ăn thử nào. Wow, một chiếc hamburger thật lớn ạ. Có ngay. Chờ tôi chút, bánh xe có ngay. Ta hãy cho thịt chiên lên thôi, rồi đặt phô mai với thêm chút rau. Giờ đã có rồi đây, một chiếc hamburger. Là tôi đây, chiếc bánh hamburger. Bên trong có nhân thịt chiên thơm ngon. Bạn ơi hãy đến, chiếc bánh hamburger thật ngon cho bạn. Bánh, dâu tay. Có ngay. Chờ tôi chút, bánh sẽ có ngay. Ta nướng cho thật thơm ngon, rồi phủ kem với thêm trái dầu. Giờ đã có rồi đây, bánh vị dầu ngon tuyệt. Yeah! Là tôi đây, bánh dầu rất ngon. Tôi bé xinh ngọt ngon thơm. Bạn ơi hãy đến, chiếc bánh vị dầu thật ngon cho bạn. Tôi muốn một chiếc bánh vòng. Có ngày. Nhìn mình là một chiếc bánh ngon bé xinh. Ta hãy chiên bột lên thôi, cùng sô-cô-la với thêm cốm thơm. Giờ đã có rồi đây, một chiếc bánh vòng. Wow. Nhìn ngon thật đấy. Là tôi đây chiếc bánh rất ngon. Tôi đang yêu ngọt ngon thơm. Bạn ơi hãy đến. Bánh thật là ngon. Chiếc bánh vòng. Cảm ơn chị nhé. Tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành nhé. Còn các bé thích ăn gì nào? Cô đỗ lại ở đằng kia giúp cháu nhé. Cảm ơn cô. Được rồi. Mẹ ơi, mẹ nhanh lên. Cháu muốn đến công viên bảo tàng ạ. Được rồi, chúng ta đến công viên nào. Chúng ta đến nơi rồi. Yeah, công viên bảo tàng. Tạm biệt cô quái xế taxi. Chúc cháu vui vẻ nhá. Hả? Cái gì đấy? Hả? Ai để quên chiếc hộp này? Ai đã để quên chiếc hộp này trên taxi? Là cháu ư? Không ạ. Vậy là ai? Mình cần đưa chiếc hộp này cho xe quái xế cảnh sát. Hộp của ai đó? Nào hãy mau tìm xem nhé. Ai đã quên chiếc hộp? Pip 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 pip. Quét máy nhé. Quan sát kỹ xem. Đây là gì? Nào nhìn kia là gì? Ta mau quan sát kỹ. Có manh mối rồi. Là ai đã để quên chiếc hộp? Ai đã để quên chiếc hộp này trên xe taxi? Là cậu ư? Vậy là ai? Không phải. Aha, tôi biết rồi. Đó chính là lừa. Lúc nãy chúng tôi đã va vào nhau. Vậy chúng ta hãy đi tìm lừa thôi. Tìm cậu ấy, cậu ở đâu? Mình quan sát khắp nơi thôi nào. Rum 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 rum. Anh ta kia, mau ra xem, mau ra xem. Chúng ta đã nhầm. Ô kìa, hôm qua ta đây rất thích. Rất muốn xem bên trong. Tôi có ý này. Là ai đã để quên chiếc hộp? Ai đã để quên chiếc hộp này trên xe taxi? Là cậu ư? Vâng, là tôi. Không, là tôi. Vậy là của ai? Vậy hãy cho tôi biết bên trong hộp có gì. Đó là... Tôi biết. Nếu anh thật sự muốn chiếc hộp này, tôi sẽ tặng nó cho anh. Mimi đã đến giờ uống thuốc rồi. Này, con yêu. Vâng, có con. Con đã uống thuốc chưa? Con uống rồi. Nói dối sao? Không thưa mẹ. Mau giơ tay nào. Ha ha ha. Mimi, con cần phải uống thuốc. Này, con yêu. Chưa? Con uống rồi. Nói dối sao? Không thưa mẹ. Mau giơ tay nào. Ha ha ha. Thôi nào Mimi, hãy uống thuốc đi nào. Vâng ạ. Này, con yêu. Vâng, có con. Con đã uống thuốc chưa? Con uống rồi. Nói dối sao? Không thưa mẹ. Mau giơ tay nào. Ha ha ha. Sao thế em? Anh đã ốm rồi. Ôi không đâu mà. Phải uống thuốc thôi. Anh uống đây. Rất tốt nha. Ha ha ha. Ba uống thuốc rồi. Con cũng có thể làm được mà Mimi. Nào nào con yêu. Vâng có con. Con đã ốm rồi. Không đâu ạ. Phải uống thuốc thôi. Vâng thưa mẹ. Bé rất ngoan. Ha ha ha. Con làm tốt lắm. Con không sợ uống thuốc nữa. Con là cô bé dũng cảm. Tớ là máy bán hàng diệu kỳ. Hãy tới đây và thử xem. Tớ sẽ làm cho các bạn hạnh phúc. Kém của tôi. Tôi không vui. Tôi thấy rất buồn. Tâm trạng tôi tệ quá đi. Mau qua đây xem đi. Bạn sẽ thấy bất ngờ. Mở ra xem ngay thôi. Wow, wow, wow. Tớ thấy rất tuyệt. Cảm ơn máy bán hàng diệu kỳ. Tôi không vui. Tôi thấy khó chịu. Tâm trạng giờ tôi tệ quá đi. Mau qua đây xem đi. Bạn sẽ thấy bất ngờ. Mở ra xem ngay thôi. Wow, wow, wow. Ta thấy rồi. Yeah. Cảm ơn mày bán hàng diệu kỳ. Cái gì đây? Tôi không vui. Tôi thấy khó chịu. Tâm trạng tôi tệ quá đi. Mau qua đây xem đi. Bạn sẽ thấy bất ngờ. Mở ra xem ngay thôi. Wow, wow, wow. Thấy rất tuyệt. Cảm ơn bạn máy bán hàng diệu kỳ. Ôi không. Tôi thấy rất sợ. Tâm trạng tôi tệ quá đi. Mau qua đây xem đi. Bạn sẽ thấy bất ngờ. Mở ra xem ngay thôi. Wow, wow, wow. Ta thấy rất tuyệt. Cảm ơn bạn máy bán hàng diệu kỳ. Tôi cũng cảm thấy thật tuyệt vời. Các bạn cảm thấy hôm nay thế nào? Chiếc bánh bị rơi. Mừng tuổi mai đu 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 thật là vui đu 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 mình rất thích đu 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 rất rất vui. Mình cùng nhau chơi vui đu 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 nào em ngoan mau mau đu 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 cùng chị chơi đu 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 sẽ rất vui. Mừng em bé đu 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 một tuổi mới đu 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 khỏe và vui đu 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 vui sinh nhật. Mừng em bé tu 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 một tuổi mới tu 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 phải ngoan nhé tu 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 luôn nghe lời. Ba chúc bé du 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 một tuổi mới du 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 chẳng bị ốm du 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 rất đáng yêu. Nào lại đây du 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 nhảy cùng ông du 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 thật là vui du 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 ô tô này. Ô tô đu 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 chạy thật nhanh đu 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 cùng đuổi theo đu 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 bé rất vui. Rồi xe đi đâu đu 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 chẳng nhìn thấy đu 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 dừng lại nghe đu 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 đã an toàn. Mừng tuổi mới đu 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 mừng em ngoan đu 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 mừng em ngoan đu 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 vui sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Ôi, chân của tôi. Tay của tôi. Xe cứu thương, hãy giúp tôi. Đi đi đi, đi đi đi, có một nhiệm vụ mới. Đi đi đi, đi đi đi, xe cứu thương, đi nào. Ào ào ào, chân tôi đau quá. Cứu thương đâu rồi, giúp tôi nhanh nào. Hey 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 hey, xe cứu thương đang tới. Chúng tôi đây rồi, sẽ nhanh giúp bạn. Bệnh viện đi thôi hãy nhanh nhanh lên nào. Nhanh 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 nhanh. Bệnh viện đi thôi hãy nhanh nhanh lên nào. Nhanh 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 nhanh. Tay tôi đau lắm. Cứu thương đâu rồi giúp tôi nhanh nào. Nhanh nào mau đi thôi. Cứu thương đây rồi sẽ nhanh giúp bạn. Lên nào. Bệnh viện đi thôi hãy nhanh nhanh lên nào. Ào ào ào, tôi bị đau quá. Cứu thương đâu rồi giúp tôi nhanh nào. Nhanh nào mau đi thôi. Chúng tôi đây rồi sẽ nhanh giúp bạn. Bệnh viện đi thôi hãy nhanh nhanh lên nào. Bệnh viện đi thôi hãy nhanh nhanh lên nào. Yeah! Wow! Bây giờ chúng ta đã ổn rồi. Chúng ta phải cảm ơn xe cứu thương. Đúng vậy. Wow, kia là anh ấy. Xin chào xe cứu thương. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Vâng ạ, hôm nay nhà mình sẽ có một bữa tiệc bất ngờ. buổi sáng cô bò. Chào buổi sáng. Cháu muốn mua một chai sữa ạ. Cháu cảm ơn cô. Mình cần mua thêm gì nữa không mẹ? À, trứng và bột. Xin chào. Cô mua nhiều thứ thật đấy. Chào các cháu. Cô mua nhiều vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Tớ và mẹ sẽ làm một chiếc bánh cho bữa tiệc. Làm bánh ư? Đúng vậy. Các cháu có muốn tham gia không? Vâng ạ. Cùng nhau làm bánh thôi. Trứng, đường, sữa, bột mì trộn chung lên, mình làm bánh rất ngon đi sinh nhật làm bánh. Chút hết cho bột cho ngay vào lò, ta nướng thêm một chút thôi, mình làm bánh rất ngon đi sinh nhật làm bánh. Wow, mùi thơm thật đấy. Chúng mình hãy cùng trang trí thôi. 1, 2, 3, 4. Này, ta bóp thêm một chút kem, mình làm bánh rất ngon đi sinh nhật làm bánh. 1, 2, 3, 4. Này, trang trí dâu vào cho bánh thêm đẹp, làm bánh rất ngon đi sinh nhật làm bánh. Giờ thì chiếc bánh đã sẵn sàng. Chúc ba sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn các con yêu. Wow, đây là một chiếc bánh thật tuyệt vời. À, tớ biết rồi. Hôm nay chúng ta đã làm bánh để tổ chức sinh nhật cho ba của Mimi. Cảm ơn mọi người đã dành cho ba một bữa tiệc rất tuyệt. Cùng nhau tao làm bé uống nào. Mời mình nào con hay mau uống thuốc này. Siêu nhân thuốc, hay ho. Xem ta, siêu nhân đây, guli 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 nhìn ta rất mạnh này. Xem ta, siêu nhân đây, guli 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 mình tiêu diệt vi khuẩn nào. Thuốc đắng, ôi thuốc đắng. Guli 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 guli. Thuốc đắng, ôi thuốc đắng. Guli 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 guli. Ôi không. Xem ta, siêu nhân đây, guli 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 yêu dần rồi. Xem ta, siêu nhân đây, guli 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 rất mệt rồi. Hả? Hình như hắn không đuổi theo chúng ta nữa. Xông lên, ta rồi cùng nhau ta mau làm bé ôm nào. Ta rồi cùng nhau ta mau làm bé ôm nào. Guli 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 guli. Nào con yêu ơi, mình hãy uống thuốc giờ, con nghe lời ba với mẹ. Nào con yêu ơi, mình hãy uống thuốc giờ, con ngoan dậy uống thuốc nào. Thuốc mạnh rồi, hay hậu. 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 Xem ta, siêu nhân đây, guli 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 nhìn ta rất mạnh này. Xem ta, siêu nhân đây, guli 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 mình tiêu diệt vi khuẩn nào. Ôi ôi không, ôi ôi không. Guli 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 nhanh chạy nào. Ôi ôi không, guli 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 nhanh chạy nào. Xem ta, siêu nhân đây, guli 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 nhìn ta rất mạnh này. Xem ta, siêu nhân đây. guli mình tiêu diệt vi khuẩn nào, guli mình tiêu diệt vi khuẩn nào. Ba, con cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi ạ. Tốt lắm, con nhớ là phải uống thuốc mỗi khi bị ốm nhá. Thuốc sẽ giúp con đuổi những vi khuẩn xấu đi. Wow, con trượt kìa, mình thích nó. Trông thật là vui, mình cũng muốn chơi. Em, cậu phải xếp hàng chứ. Tại sao phải làm vậy? Tôi muốn chơi cầu trượt ngay bây giờ. Không cần phải xếp hàng đâu, cậu có thể chơi luôn đấy. Cậu không được làm như thế. Nếu cậu xếp hàng thì cậu có thể vui vẻ chơi với các bạn ấy. Đừng xếp hàng. Hãy để tớ nói cho cậu biết vì sao chúng ta lại phải xếp hàng. Vui chơi cùng nhau nào, khi chơi ta đừng chen nghe chúng ta nào, hãy mau xếp hàng. Vui chơi cùng nhau nào, vui chơi cùng nhau nào, khi chơi ta đợi nhau xếp hàng. Chơi cùng nhau nào, khi chơi ta đừng chen nhé. Chúng ta chợt rất vui khi xếp hàng. Vui chơi cùng nhau nào, ta nên nhường nhau nhé. Rất vui, mình rất vui khi đến lượt. Vui chơi cùng nhau nào, khi chơi ta đừng chen nhé. Chúng ta nào hãy mau xếp hàng. Vui chơi cùng nhau nào, vui chơi cùng nhau nào, khi chơi ta đợi nhau xếp hàng. Chơi cùng nhau nào, khi chơi ta đừng chen nhé. Chúng ta chơi rất vui khi đến lượt. Vui chơi cùng nhau nào, ta nên nhường nhau nhé. Rất vui, mình rất vui khi đến lượt. Vui chơi cùng nhau nào, vui chơi cùng nhau nào, khi chơi ta đợi nhau xếp hàng. Ta hãy cùng chơi rất vui. Tôi bảo cậu không được xếp hàng cơ mà. Được rồi, tớ sẽ xếp hàng. Xin chào mọi người, tớ là Kiki. Còn mình là Miu Miu. Hôm nay chúng tớ sẽ tới cửa hàng kẹo của chú Mô và giúp chú ấy bán hàng. Wow, ý hay đấy. Chúng ta hãy cùng đi nào. BabyBus trong vai chủ cửa hàng bánh kẹo. Đến cửa hàng kẹo, xin mời bạn ăn kẹo sữa này. Hay bạn muốn thử kẹo bông gòn? Kẹo nổ này cũng rất tuyệt đấy. Kẹo thật ngon và chúng ta rất vui. Bạn yêu ơi, nhìn xem đây, ngọt ngon thơm viên kẹo hấp dẫn và bao nhiêu màu sắc nhé. Hãy đến mua kẹo nào. Wow, tớ thích kẹo cầu vồng. Bạn yêu ơi, nhìn xem đây, ngọt ngon thơm viên kẹo hấp dẫn và bao nhiêu màu sắc nhé. Hãy đến mua kẹo nào. Các bạn nhỏ, các bạn muốn loại kẹo nào? Tớ muốn kẹo mút. Tớ lấy vị trái cây nhá. Tớ cũng muốn cầu vồng. Của các cậu đây, lần sau lại đến nữa nhá. Kiki, Miu Miu, chú quay lại rồi đây. Chú Mô. Bạn của chúng cháu đã đến đây để mua kẹo rất là đông. Cảm ơn các cháu vì hôm nay đã tới giúp chú. Hôm nay Kiki và Miu Miu đã tới giúp chú Mô làm việc. Hãy tặng các bạn ấy huy hiệu thế nào. Hanh, Hanh, dậy đi, ra ngoài chơi thôi. Hả? Cậu sao vậy Hanh? Tớ không muốn ra ngoài đâu. Tớ sợ lạnh lắm. Nếu tớ bị cảm lạnh, tớ sẽ không ăn được bánh vòng nữa. Hanh, nếu cậu không muốn bị cảm lạnh thì cậu không nên nằm mãi ở trên giường đâu. Đúng vậy. Tớ nên làm gì để không bị cảm lạnh? Hãy làm theo hướng dẫn của bọn tớ. Rồi cậu có thể ngăn ngừa cảm lạnh. Hãy làm theo tớ, mọi người ơi hãy xem. Hãy làm theo tớ để có sức khỏe. Hàng ngày hãy thức giấc, đón ánh mặt trời vào sáng sớm rất tốt nha, và bạn sẽ tràn đầy sức khỏe. Hãy làm theo tớ, mọi người ơi hãy xem. Hãy làm theo tớ để có sức khỏe. Bạn nên ăn rau xanh với trái cây hàng ngày nhé, rất tốt nha, và bạn sẽ tràn đầy sức khỏe. Mọi người ơi hãy xem. Hãy làm theo tớ để có sức khỏe. Mình cùng chơi đá bóng với các bạn thật là vui, rất tốt nha, và bạn sẽ tràn đầy sức khỏe. Hãy làm theo tớ, mọi người ơi hãy xem. Hãy làm theo tớ để có sức khỏe. Rửa tay thật sạch với xà phòng hàng ngày bạn nhé, rất tốt nha, và bạn sẽ tràn đầy sức khỏe. Cậu có làm được tất cả việc đó không? Tớ có thể làm được. Thật dễ dàng để ngăn ngừa cảm lạnh. Cậu đã sẵn sàng đi chơi với chúng tớ chưa? Được rồi, đi thôi. Ôi không, thang máy lại hỏng rồi. Làm sao tôi có thể mang theo những thứ này đây? À ha, tôi sẽ gọi xe cẩu đến giúp. Xe cẩu hay hầu, xe cẩu hay hầu. Mình đi thôi hay hầu, tôi đang tới. Hay hầu hay xe cẩu đến, cần câu đây mình sẽ giúp. Đưa cánh tay lên thật cao, mình mau làm thôi. Hay hầu hay hầu hay hầu hay hầu, la 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 la. Hay hầu hay xe cẩu đến, cần câu đây mình sẽ giúp. Đã đến lúc ta dùng chiếc móc đưa xuống nào. Hay hầu hay hầu, tạm biệt. Hay hầu hay xe cẩu đến, cần câu đây mình sẽ giúp. Đưa cánh tay lên thật cao, mình mau làm thôi. Hay hầu hay hầu hay hầu. Hay hầu hay xe cẩu đến, cần câu đây mình sẽ giúp. Đã đến lúc ta dùng chiếc móc làm giúp bạn đây. Hay hầu hay hầu hay hầu, làm thôi làm thôi. Hay hầu hay xe cẩu đến, cần câu đây mình sẽ giúp. Nâng hết những thùng hàng lên, mình mau làm thôi. Nào nâng lên nhé, nào nâng lên nhé, mình có thể làm được. Nào nâng lên nhé, nào nâng lên nhé. Hay hà hay hà hay hà hà, đây có xe cẩu. Chúng ta đã làm xong công việc của hôm nay. Bạn đã làm việc rất tốt. La 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 la, mẹ ơi con yêu mẹ la 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 la. một người bác sĩ đang buồn đau qua đi nhanh nào. Mẹ của mình là người tuyệt vời nhất, ngày ngày mẹ nấu những món ăn ngon tuyệt. Mẹ đã thành một đầu bếp mang đồ ăn ngon ngon cho mình. Mẹ của mình là người tuyệt vời nhất, mẹ ở bên con khi con buồn. Mẹ đã thành một ảo thuật gia mang niềm vui với những bất ngờ. Mẹ của mình là người tuyệt vời nhất, mình gặp rắc rối đã có mẹ rồi. Mẹ đã thành anh hùng siêu nhân, con yêu mẹ nhất thế gian này. Mẹ của mình là người tuyệt vời nhất, mẹ chăm sóc cho cả nhà. Mẹ rất tuyệt, ôi mẹ yêu hỡi, con mong được mãi bên mẹ suốt đời. Con yêu mẹ. La 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 la, mẹ ơi con yêu mẹ. La 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 la, con yêu mẹ thật nhiều. La 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 la, mẹ tuyệt vời nhất. La 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 la. Mẹ ơi lại đây. Mẹ đang làm món gì vậy? Mẹ đang làm bánh nướng cho bữa tiệc tối nay. Bánh, bánh. Mẹ, con muốn ăn ngay bây giờ. Chưa được ăn đâu, các con hãy chờ đến khi các bạn của con đến. Giờ hãy đi ra ngoài phòng khách và chơi cùng nhau. Một, hai, ba, bốn, năm. 5 chiếc bánh. 1, 2, 3, 4. Mình cần thêm một cái nữa. Nào nào, con yêu đang ta con có lấy bánh không? Không thưa mẹ. Có lấy bánh không? Không thưa mẹ. Con hãy đưa tay. Ha ha ha. Một chiếc bánh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 miếng pudding. Nào nào, con yêu. Vâng có con có lấy pudding. Không thưa mẹ. Con có lấy pudding. Không thưa mẹ. Con hãy đưa tay. Ha ha ha. 2 chiếc pudding. Một, hai, ba, bốn, năm. 5 chiếc bánh mì. Nào nào, con yêu đang con có lấy bánh không? Không thưa mẹ. Có lấy bánh không? Không thưa mẹ. Con hãy đưa tay. Ha ha ha. 3 chiếc bánh mì. 1, 2, 3, 4, 5. 5 miếng bánh quy. Nào nào, con yêu. Vâng con có lấy bánh quy không? Không thưa mẹ. Có lấy bánh quy. Không thưa mẹ. Con hãy đưa tay. Tay kia đâu? Ha ha ha. 4 chiếc bánh quy. 1, 2, 3, 4, 5. Không được, con nên chờ đến khi các bạn đến. Mẹ, những chiếc kẹo em mất rồi. Nào nào, anh yêu. Đây có anh có lấy kẹo. Không em à. Anh lấy hết kẹo. Không em à. Anh hãy đưa tay. Ha ha ha, 5 chiếc kẹo. Mọi người đến rồi. Hãy cùng nhau thưởng thức đồ ăn. Mẹ sẽ về sớm thôi. Con đừng mở cửa cho người lạ. Nhớ nhá. Mẹ đừng lo lắng. Này hơi bé ngoan, mở cửa ra bé ơi. Cộc 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 cộc, nào hãy cho ta vào. Ta không thấy quen, chẳng biết ai. Cho đến khi mẹ về thì tớ vẫn sẽ đóng cửa. Này hỡi bé ngoan, mở cửa ra bé ơi. Cộc 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 cộc, nào hãy cho ta vào. Ta không thấy quen, chẳng biết ai. Cho đến khi mẹ về thì tớ vẫn sẽ đóng cửa. Này hơi bé ngoan, mở cửa ra bé ơi. Cộc 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 cộc, nào hãy cho ta vào. Ta không thấy quen, chẳng biết ai. Cho đến khi mẹ về thì tớ vẫn sẽ đóng cửa. Này hỡi con yêu, mở cửa ra nhé con. Cộc 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 cộc, đêm mẹ đã về. Có con đến đây, mẹ của con sẽ ra mở cửa. Ôi mẹ yêu đã về.